trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website falundafa.org để có thể biết thêm nhiều hơn về pháp môn này. Và quý vị cũng có thể vào YouTube để bấm chủ đề là những người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đạt được kết quả gì về thân lẫn tâm của họ. Và quý vị cũng có thể gọi cho Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Và tiếp đến là Phương Thanh lại mời quý vị ủng hộ cho báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Việt. Đây là một tờ báo rất trung thực và phục vụ độc giả, đúng với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Quý vị có thể gọi cho cô Thảo 714-450-0212, 714-450-0212 để bảo trợ cho báo này. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và mời quý vị nghe tiếp câu chuyện phần thứ hai. Thưa quý vị, chúng ta ôn lại 4 năm qua thời Tổng thống Donald Trump ngay từ lúc đầu, cảm thấy vô cùng tiếc nuối và tội nghiệp cho vị Tổng thống này. Phải nói là ai cũng biết được là từ trước đến bây giờ tất cả chưa có một vị Tổng thống nào của nước Mỹ mà lại bị trù dập, mà bị đánh cho tan nát tơi bời, với trong khi ông chẳng có một cái tội lỗi gì, cũng không có, nghĩa là chỉ có một cái lòng yêu nước nhiệt thành và muốn cho đất nước này phải được tươi sáng trở lại, phải được mạnh mẽ trở lại thôi. Quý vị thấy Đảng Cộng Hòa, những thượng nghị sĩ dân biểu Đảng Cộng Hòa mình thấy là vô cùng tệ, là tại vì cái lúc mà còn đang tranh cử thì họ đã cắt hết tiền, không ủng hộ Tổng thống Trump ra tranh cử với danh nghĩa của Đảng Cộng Hòa, và họ lấy hết tiền Tổng thống, họ nói là họ để họ ủng hộ khi họ thấy bên dân chủ đánh phá nhiều quá như vậy thì họ tự lo, họ bảo vệ họ. Họ cắt hết những cái tiền, cái ngân khoản mà bảo trợ cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump phải tự bỏ tiền ra, của mình ra để mà đi tranh cử, với lại ai ủng hộ thì ủng hộ thôi, chứ Đảng Cộng Hòa không hề ủng hộ. Rồi Tổng thống Trump phải tìm những cách, như là khi mà các cơ quan truyền thông không binh vực ông thì ông tìm Twitter, YouTube, rồi các gọi là các phương tiện khác. Và cuối cùng thì sao? Tổng thống Trump thắng một cách rất vẻ vang, và nhờ người dân Mỹ họ ủng hộ cho Tổng thống Trump, họ mới ủng hộ những nghị sĩ và dân biểu của Cộng Hòa để cho họ giúp Tổng thống trong nhiệm kỳ đầu. Ngay cả các thống đốc của Cộng Hòa cũng được hưởng lây nữa. Nhưng mà quý vị thấy hành động của họ như thế nào? Chúng ta bầu họ và chúng ta hy vọng là, dĩ nhiên là tiền lương của họ được trả từ tiền thuế của người dân. Họ đại diện cho dân để họ làm những công việc mà đúng ra họ phải làm. Nhưng mà họ thấy Tổng thống Trump như vậy, họ cứ hụ hợ đứng đằng sau, họ không bao giờ tích cực làm bất cứ chuyện gì. Họ còn về hùa với Đảng Dân Chủ nữa. Ở bên trong họ cứ, cái là họ cứ cười cười, họ cứ khoác áo đạo đức, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là những người trí thức, những người giỏi thôi, để cho Tổng thống Trump một mình đơn thương độc mã, để làm gì thì làm. Và ngay cả những người mà ở bên cạnh nữa, Tổng thống Trump cũng không ngờ được, từ đó, từ trong 4 năm vừa qua, thay đổi rất nhiều. Mỗi một lần thay đổi người như vậy là, thứ nhất, nó có nhiều vấn đề. Tổng thống có thể nhìn ra được cái sự phản bội của người đó, hoặc là nhìn thấy người đó là người của người của những nhóm, của những thế lực khác gài vào. Rồi điều thứ hai nữa là những người đó vào, tự nhiên họ lấn lướt, họ chống đối. Một, họ không có hợp tác với Tổng thống. Họ nghĩ rằng một vị Tổng thống mà bị Đảng Dân Chủ đánh cho tan nát như vậy, họ vào, họ nghênh ngang. Mình khi mà mình bắt đầu mình vào, mình chịu vào, bước vào cái gọi là Tổng thống chọn những người, những bộ trưởng của các bộ, thì đương nhiên phải hợp tác với Tổng thống, phải trung thành thì mới có thể đưa đất nước đi lên được, chứ họ không làm như vậy. Họ, cái tôi của họ còn lớn hơn cả tôi, cái tôi của Tổng thống Trump nữa, thì hỏi quý vị làm sao mà có thể điều hành đất nước được. Rồi mỗi một lần mà bị người ta đưa ra những cái gọi là chứng minh, họ để buộc tội Tổng thống, rồi họ để đòi truất phế, thì họ đứng đằng sau, khi mà rồi họ cứ để như vậy, không ai một ai dám lên tiếng. Rồi không có một người nào
khi mà dám nói một lời công đạo cho Tổng thống Trump hết, rồi họ còn phản bội mỗi một lần mà thấy mà có một cái ở trong quốc hội mà có một cái cuộc bỏ phiếu nào đó, mình ở bên ngoài thật là lo sợ, là tại mình biết là sẽ có những tên phản bội và nó sẵn sàng đến giờ phút cuối là nó rẽ sang ngã khác liền. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho đến giờ phút này, khi Tổng thống Trump đã bị gọi là cái cuộc bầu cử gian lận này nó đánh cắp cái chức Tổng thống đó rồi, thì bây giờ Đảng Cộng Hòa mới thấy biết thế nào là lễ độ, và mới thấy rằng Đảng Dân Chủ nó coi những đảng viên Cộng Hòa không ra gì, cho nên bây giờ mới bám lại thấy lòng dân bảo vệ Tổng thống quá mức như vậy, cho nên lại bắt đầu o bế, lại bắt đầu nghĩa là vuốt ve Tổng thống để mà yêu cầu là Tổng thống bảo vệ cho Đảng Cộng Hòa. Lại nghe tiếng người ta nói rằng Tổng thống Trump sẽ lập một đảng mới. Đảng Cộng Hòa rất lo sợ, là bởi vì sao? Nếu mà Tổng thống mà lập đảng mới thì toàn dân sẽ, người ta những 74 triệu, 75 triệu người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ ủng hộ cái đảng mới, cho nên họ lo sợ. Nhưng mà quý vị biết, họ đúng là ăn cháo đá bát. Bây giờ lên tiếng phản đối Joe Biden, bây giờ nói để làm gì nữa? Không có gì để nói nữa hết. Tại vì tất cả mọi chuyện bây giờ nó đã thành cái cày đặt trước con trâu rồi, không thể nào làm gì được nữa. Mọi chuyện đã xong rồi, thì họ để làm gì? Rồi các tiểu bang bây giờ lần lượt đưa ra những cái điều nói là gian lận bầu cử, nói nhiều lắm. Tại sao trước đó họ không làm? Biết bao nhiêu cơ hội Tổng thống Trump hả? Gọi là cái đội ngũ của Tổng thống đã đưa biết bao nhiêu hàng ngàn tất cả những chứng tích mà gian lận của Đảng Dân Chủ, họ quay lưng, họ không thèm để ý. Rồi sau đó, rồi bây giờ họ mới đưa ra, quá trễ rồi, để làm gì được nữa. Đến bây giờ, như Joe Biden, quý vị thấy, ngồi ký sắc lệnh mà chẳng biết mình làm gì, chẳng biết mình ký cái gì. Tất cả đều bị khuynh đảo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi những tên bán nước, bởi những thế lực ở đằng sau đó, quá nhiều và quá nhiều. Hiện nay, Joe Biden lên nắm chức vụ Tổng thống một cái là đã xù hết tất cả những lời hứa, nhất là lời hứa đối với những các sinh viên. Các sinh viên thật là đầu óc rất non nớt, tưởng là được người ta đưa những lời nói hoa mỹ để mà họ rồi giảm hết, xóa hết nợ cho sinh viên, đến bây giờ vẫn e cổ ra trả, có làm được gì đâu. Rồi quý vị biết, cái khoản tiền cứu trợ đó bây giờ 1.900 tỷ Mỹ Kim, chỉ có 180 mấy tỷ, 181 tỷ là dành cho người dân Mỹ thôi, còn tất cả đều là đưa vào những cái nơi mà mình cũng chẳng biết nó làm cái gì cho nước Mỹ, nó giúp gì cho nước Mỹ nữa. Rồi còn lại bao nhiêu là chia nhau, họ chia nhau, không những chia nhau 1.900 tỷ này, họ còn chia nhau tới 1.000 tỷ của chính phủ Trump để lại chưa dùng đến. Tức là phải nói là mình không biết là họ chia nhau như vậy rồi làm sao mà dân chúng thì đói khổ, trong khi chính phủ của Joe Biden toàn là nghĩ tới những người nước ngoài, nghĩ tới thế lực này, thế lực kia, rồi làm sao mà để cho di dân vào thật là nhiều. Di dân lậu vào đây nhiều, chỉ có chết người dân thôi. Chính phủ Joe Biden không sao cả, là vì càng kiếm được tiền cho nhiều. Và quý vị biết, ngoài những cái tiền mà được chia với George Soros ra, thì những người di dân lậu đó chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong nhiệm kỳ tới. Và quý vị biết là cho dù Đảng Cộng Hòa có bao nhiêu phiếu thắng thế, hay là cho dân có 74 triệu dân mà có vì Tổng thống Trump mà giúp cho Đảng Cộng Hòa thì cũng bằng không thôi. Là tại vì cái hệ thống Dominion vẫn còn, và Đảng Dân Chủ họ bây giờ họ còn đưa ra những cái luật lệ để cho bảo vệ, thì Đảng Dân Chủ mãi mãi sẽ là nắm quyền ở trong nước Mỹ này thôi. Rồi nghĩa là Đảng Cộng Hòa có bao nhiêu thì Đảng Dân Chủ sẽ đôn cái phiếu lên bấy nhiêu, không bao giờ có thể Đảng Cộng Hòa không bao giờ có thể vào được Thượng viện, Hạ viện, và nhất là vào Tòa Bạch Ốc là không có nữa rồi. Cái chuyện này nó giống như chuyện mình mò kim đáy biển thôi, không bao giờ có cả. Quý vị biết, rồi mai mốt đất nước này rồi sẽ còn nhiều nữa. Ngoài những cái chuyện mà Phương Thanh vừa kể ra, thì cái nhóm di dân lậu bước vào đây, dĩ nhiên là chắc chắn là những bọn khủng bố nó sẽ đi vào.
rồi nó sẽ làm cho an ninh đất nước Mỹ này không ra gì hết, rồi con cháu của chúng ta đi học cũng sẽ rất khổ. Tại vì tất cả những sắc lệnh mà Joe Biden ký toàn là đi ngược lại với Tổng thống Trump. Tất cả những cái truyền thống, những cái tốt đẹp mà Tổng thống Trump bảo vệ trong những thời gian qua đã đổ xuống sông, xuống biển hết rồi. Mai mốt chúng ta sẽ không còn thấy là Merry Christmas hoặc gì, là chỉ có Happy Holidays thôi. Rồi tất cả mọi thứ đều như vậy. Con cái của chúng ta mai mốt rồi sẽ quay về. Quý vị biết là càng ngày thì là càng bị nhồi sọ và về nhà sẽ quay lại chửi cha chửi mẹ, giống hệt như là xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Chúng ta thấy cái viễn cảnh đó, cái viễn ảnh đó nó vô cùng đen tối. Và Tổng thống Trump, quý vị biết, mới thấy ông thấy tội nghiệp. Ông cứ lặng lặng trong 4 năm qua đưa các sắc lệnh hành pháp ra rồi bị chống đối. Những tên nó giả vờ, nó cười cười trước mặt đó, nó chấp nhận. Nhưng mà sau đó nó đâm sau lưng Tổng thống. Cái gì cũng bị chống đối cả. Vậy mà ông xây được một cái bức tường, một bức tường phải nói là quá tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bao nhiêu tiền của đổ ra bây giờ cũng như vậy thôi. Nó cứ mở cửa toang nó cho di dân vào. Và quý vị biết, mai mốt bầu cử, rồi những người chết sẽ đi bầu lại. Rồi những người mà không... Quý vị biết, ngay cái kỳ 2020 này, nó chưa có được nắm, gọi là nó chưa có được vững vàng như bây giờ. Nó cho tất cả những người đến bầu cử có cần ID đâu, cứ việc ghi danh vào và một người có thể bầu 3-4 phiếu, 50 phiếu, cả con chó, con mèo cũng được bầu. Quý vị thấy là mình thấy một cái đất nước này về nó tệ hơn cả các nước cộng sản nữa. Mình thấy dễ sợ chưa? Và những người bây giờ bao nhiêu những tiểu bang mà họ nói là bây giờ họ yêu cầu thẩm phán tiểu bang như là Mississippi thì phải, rồi các những nhiều những tiểu bang đó Phương Thanh coi mà coi phớt qua mà cũng chán nản lắm, cũng không muốn nói tới, tại vì họ nói ra bây giờ nó quá trễ, nói ra để làm gì nữa. Và họ nói ra thì biết bao nhiêu hàng ngàn những cái chứng tích về gian lận, những cái gọi là nhân chứng vật chứng đều có. Họ vừa mới lên tiếng, họ ghi tên, họ làm chứng thì đã bị tụi nó đe dọa giết từ con chó con mèo của họ, không một ai dám lên tiếng cả. Bây giờ tất cả mọi sự đều nằm gọn trong tay của Đảng Dân Chủ và những người đứng sau bóng tối đó, họ điều hành thôi. Mình cứ như là cá nằm trên thớt. Và bởi vậy cho nên Phương Thanh mới thấy là cái bọn truyền thông dòng chính rồi truyền thông tị nạn, họ rất là ác độc và họ phải nói là họ tàn nhẫn quá. Tổng thống Trump làm gì họ mà họ ghét bỏ đến độ đó? Họ có được ăn cái giải gì? Giống như là những truyền thông dòng chính thì nó còn được tiền bạc, còn được đủ thứ hết, nó được hết ở trăm triệu này tới trăm triệu kia để nó ủng hộ cho Đảng Dân Chủ cũng như là với cái bọn bán nước. Trong khi những truyền thông tị nạn này có được gì đâu, cùng lắm nó thảy cho một vài cái quảng cáo một tháng vài ngàn bạc thôi, thì tự nhiên cứ đi theo Tổng thống Trump trù dập và chửi bới ông. Như vậy bây giờ đã sáng mắt ra chưa? Xăng bây giờ lên 4 đồng, gần 5 đồng rồi. Mai mốt sắp sửa lên tới 100 đồng, 100 Mỹ Kim một thùng dầu thô. Và bây giờ OPEC cũng như là các nước Ả Rập Saudi, họ nó đâu có thèm bán dầu ra nữa. Để đó cho dân Mỹ này biết thế nào là lễ độ. Trong 4 năm vừa qua, có dám ho, tụi nó đâu có dám ho hé gì đâu. Tổng thống Trump nghĩa là cho khai thác dầu, rồi nghĩa là nước Mỹ trở thành một nước sản xuất dầu nhiều nhất, không thiếu bất cứ một điều gì cả. Rồi vấn đề quốc phòng cũng là nổi trội, các nước họ nhìn nước Mỹ với ánh mắt không phục, mặc dù trong lòng tụi nó rất chán ghét. Rồi quý vị thấy bây giờ chúng ta mất tất cả rồi. Trong 4 năm trời qua, Tổng thống Trump làm biết bao nhiêu việc cho đất nước Mỹ này. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, đất nước Mỹ này mất hết, chẳng những mất hết mà còn nhiều những hiểm họa nó rình rập nữa. Chúng ta thấy có đau lòng không? Và chúng ta cảm thấy bây giờ thật sự nếu mà thế chiến thứ 3 có ập tới, hoặc là nghĩa là Biển Đông có thành sóng thần dậy sóng gì, Phương Thanh cũng chẳng cảm thấy cái điều gì là tiếc nuối cả. Phương Thanh muốn sụp đổ hết đi, cho nó làm lại từ đầu, những con người gian ác phải bị trừng trị, và để cho thế giới mới, một cái thượng nguyên thánh đức, một thế giới mới được để tạo thành, để cho con người ta nó sống một cách đạo đức hơn. Và thưa quý vị, chương trình đến đây đã phải chấm dứt rồi. Phương Thanh xin mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.